Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi sáng ngày hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần 6 tháng 12 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tâm Tâm cũng chia sẻ đến mọi người tin tức về tình hình hiện tại ở Cần Thơ và cũng như là các tỉnh miền Tây. Bây giờ thì Tâm xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video với Tâm Tâm nha. Đầu tiên thì chúng ta nói về Cần Thơ thì như chúng ta đã biết là Cần Thơ ngày hôm qua 5 tháng 12 ghi nhận thêm là 1.163 ca nhiễm, 309 ca khỏi bệnh, 5 ca tử vong. Và như vậy thì kể từ đầu dịch cho đến nay, Cần Thơ đã gần chạm mốc 32.000 ca, tức là 31.960 ca và 14.506 ca khỏi bệnh, 240 ca tử vong tổng cộng. Và thống kê trong nhiều ngày qua thì Cần Thơ luôn đứng đầu các tỉnh thành miền Tây về số F0 mới mỗi ngày đều trên là 1.100 ca. Trong 13 tỉnh miền Tây, tổng số ca nhiễm của Cần Thơ hiện đang đứng thứ 2, chỉ xếp sau tỉnh Long An. Hiện thành phố có 13.255 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 2.862 ca đang điều trị tại các bệnh viện ở tầng 2, tầng 3, trong đó tầng 3 vượt mức điều trị, tức là 442 ca, mà vượt 112 ca so với khả năng điều trị của tầng 3. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 2 đạt 91,1% ở thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là thông tin tại các tỉnh miền Tây, thì đầu tiên là Đồng Tháp. Đồng Tháp ghi nhận 690 ca mắc mới trong ngày, tăng 66 ca so với ngày hôm trước, tức là ngày 4 tháng 12. Trong đó thì có 205 ca trong cộng đồng, thêm 5 ca tử vong. Hiện nay tổng số ca dương tính trên địa bàn Đồng Tháp là 25.220 ca kể từ đầu dịch và có 304 ca tử vong. Tiếp theo là tại Vĩnh Long. Vĩnh Long trong ngày ghi nhận đến 544 trường hợp dương tính, trong đó 219 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 99 ca khám sàng lọc cơ sở y tế, 6 ca tử vong. Từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 14.278 ca nhiễm, trong đó đã khỏi là 8.572 trường hợp và tổng cộng là 111 ca tử vong. Cùng ngày, tại Bến Tre ghi nhận thêm 692 ca mắc mới, trong đó đa phần là trong cộng đồng với 674 ca và 18 ca trong khu cách ly. Tổng số ca trên địa bàn Bến Tre hiện nay là 10.757 người, trong đó 4.845 ca xuất viện, 70 ca tử vong. Tiếp theo là tại Sóc Trăng. Sóc Trăng ghi nhận 789 ca mắc mới trong ngày 5 tháng 12, tăng 8 ca so với ngày hôm qua, tức là ngày 4 tháng 12. Trong đó có 520 ca phát hiện cộng đồng, 186 ca là F1 cách ly trước đó, thêm 396 ca khỏi bệnh và 5 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay thì Sóc Trăng có 21.835 ca và điều trị khỏi là 14.050 ca, 127 ca tử vong tổng cộng. Địa bàn tỉnh Tiền Giang thì ghi nhận thêm 257 ca mắc mới trong ngày, gồm 33 ca cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa, thêm 10 ca tử vong. Đến nay toàn tỉnh Tiền Giang có 25.788 ca, trong đó 20.457 ca đã khỏi, chiếm 79,3%, 585 ca tử vong. Và tại An Giang thì cùng ngày 5 tháng 12 ghi nhận 345 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 200 ca cộng đồng. Địa phương có số ca mắc cộng đồng cao nhất là thành phố Long Xuyên, 46 ca, trong đó 41 ca phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, 5 ca phát hiện tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, 50 ca ở huyện Tịnh Biên. Đến nay, tổng số ca trên địa bàn An Giang là 25.098, trong đó đã khỏi là 19.133. Và trong ngày thì cũng có thêm 15 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch đến nay là 483 ca. Tiếp theo là tại Trà Vinh. Trà Vinh ghi nhận 212 ca mắc mới trong ngày, gồm 166 ca cộng đồng, 25 ca trong khu cách ly, 12 ca là người từ ngoài tỉnh về, 7 ca trong khu phong tỏa và 2 ca tại cơ sở y tế. Toàn tỉnh đã ghi nhận 9.246 ca mắc, đã khỏi là 3.478 và có 55 trường hợp tử vong. Và hôm qua thì có 3 ca tử vong trong ngày. Tiếp đến là tại Bạc Liêu. Bạc Liêu đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 12 ghi nhận thêm 334 ca nhiễm mới, 292 ca bình phục, 6 ca tử vong.
Lũy kế đến nay, tỉnh này đã có 15.207 ca nhiễm, trong đó 9.672 ca bình phục, 132 ca tử vong, hiện đang điều trị là 5.403 ca. Cùng ngày, tại Hậu Giang cho biết là có 430 ca mắc mới, ở trong đó 197 ca cộng đồng, 200 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó, thêm 4 ca tử vong trong ngày. Thống kê từ đầu đợt dịch đến nay, Hậu Giang có 7.359 ca mắc và điều trị khỏi là 4.024 ca, có 21 trường hợp tử vong, đang điều trị là 3.311 ca. Cuối cùng là tại Kiên Giang. Kiên Giang tính từ tối 3 tháng 12 đến tối 4 tháng 12 ghi nhận 364 ca, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên là 22.574 ca. Địa phương có số ca mắc cao nhất là thành phố Rạch Giá 5.900 ca, kế đó là huyện Châu Thành 2.450 ca. Số ca mắc từ 1.300 đến 1.900 là tại thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên, các huyện Dòng Riền, Hòn Đất, Kiên Lương. Trên đây là một số nội dung thông tin buổi sáng nay Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Và cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Và để nhận thông báo thông tin mới nhất thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh để xem video mới và ủng hộ cho kênh nhé. Nhớ bấm like khi xem video và share nếu như cảm thấy thông tin hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!